độ giới hạn 50 km/h. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Nói chung thì cuộc sống thì muôn màu, muôn hình, muôn vẻ. Mỗi người có một cái cách nhận định. Nhưng mà đối với tôi thấy khi mà tham gia cộng đồng mạng, mình thấy những vấn đề mà nó sai trái thì mình chia sẻ để phản biện, tìm ra những cái hay, cái tốt và cái đúng để cùng nhau học hỏi. Thì trong chuyến đi về quê hương lần này, thật sự mà nói mình cũng rất là bận rộn, như mình đã chia sẻ. Mình cũng có ý định là tập trung vào công việc nhiều hơn, để thời gian nhiều hơn vào trong công việc đầu tư lần này tại quê nhà. Nhưng mà tình yêu quê hương đất nước nó đã ăn sâu vào trong tâm hồn của mình. Mỗi khi mình tham gia cộng đồng mạng thì thấy những cái sự việc nó trái tai gai mắt, làm cho mình cảm thấy cần phải có trách nhiệm với quê hương tổ quốc. Khi các bạn mà yêu quê hương tổ quốc mà bằng những cái tâm hồn hết những cái tấm lòng của mình, các bạn sẽ thấy cái sự mà da diết nỗi lòng của một người con luôn muốn hướng về cái quê hương của mình. Mỗi khi mà nói đến quê hương, các bạn biết trong lòng tôi nó như nó như trào dâng lên một cái cảm xúc thì nói chung các bạn biết tình yêu quê hương nó rất là thiêng liêng. Tôi đối với bản thân tôi là tôi nghĩ là như vậy. Cho nên khi mà mình đặt cái tình yêu quê hương đất nước lên trên cái hàng đầu, các bạn sẽ thấy cái sự mà thiêng liêng nó rất là trân trọng và rất là quý. Vật chất, tiền bạc hay là bất cứ những thứ gì cũng không có thể đánh đổi được. Tôi nói thiệt với anh chị các bạn, các bạn nhìn đi, những cái tình yêu quê hương đất nước mà đã khiến cho biết bao nhiêu những người anh hùng dân tộc cống hiến cả một cái tuổi thanh xuân cho tổ quốc, mà để chúng ta có được một cái quê hương cờ đỏ thắm đỏ quê hương như ngày hôm nay các bạn nhìn thấy. Cho nên thì khi mà lên mạng tham gia những cái sự việc, nhất là những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó rất là khốn nạn và vô liêm sỉ. Nó xuyên tạc các bạn phải Việt Nam, nó không từ những cái thủ đoạn nào. Khi mà tôi nhìn thấy như vậy, tôi không thể nào mà ngồi yên, các bạn biết. Thì tôi cũng hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái đề tài gọi là Việt Nam mình, về vấn đề mà chính sách và mở cửa. Các bạn thấy chính sách mở cửa của Việt Nam mình rất là hay, tạo điều kiện cho nhất là những bà con kiều bào sống xa tổ quốc, họ trở về với quê hương để họ nhìn thấy sự phát triển đổi mới của quê hương, mà không phải như những gì mà những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước họ tuyên truyền. Các bạn thấy đất nước đổi mới phát triển từng ngày và từng giờ. Và hiện nay các bạn biết, khi tôi theo dõi truyền thông tin tức của thế giới,
thì nhìn thấy nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia phát triển, các bạn biết ngay cả Mỹ hiện nay rất là vất vả, trăm bề cuộc sống của người dân về vấn đề an ninh chính trị nó rất là hỗn độn, ngay cả kinh tế cũng vậy, nó đang có những chiều hướng đi vào sự suy thoái trong năm 2023 này, rất là nguy hiểm. Đây. Lạm phát thì tăng cao, đời sống vật chất mọi thứ đều lên giá khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn. Thì các bạn cũng thấy, ngay cả tôi theo dõi tin tức thì bên châu Âu cũng vậy, những giới trẻ châu Âu bây giờ họ cũng bớt